xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một điều thú vị ở bên Nhật Bản là ô tô và xe máy người ta để ngoài đường để qua đêm, cũng không sợ mất gì cả, cũng không sợ bị vặt gương các bạn ạ. Các bạn cùng đi với mình để tìm hiểu tại sao, lý do vì sao mà bên Nhật Bản không lo lắng cái điều đó các bạn nhé. Các bạn cùng đi với mình nhá. Các bạn xem, ở người dân bên Nhật Bản ấy, người ta cứ để ô tô ra ngoài phía trước nhà các bạn ạ. Người ta cũng chả khóa cổng các cái gì cả, cứ để ra ngoài vậy thôi, không có cần phải bùm bạt các cái. Các bạn nhìn xem đấy, đấy, cứ để ra ngoài vậy thôi, nhìn rất chi là thoải mái, không đúng các bạn? Không có sợ mất gì cả này, các bạn xem. Không sợ vặt gương, vặt ghét gì cả. Đây là cái bãi xe máy cũ các bạn ạ. Sau là họ ấy mông má lại, người ta bán lại cho bên Đông Nam Á mình. Ngày xưa chính cái ông chủ này, ông ấy bảo rằng cách đây khoảng tầm 20 năm ấy, khoảng 30 năm ông ấy mang sang Việt Nam rất là nhiều xe máy rồi các bạn ạ. Đây các bạn xem cái bãi xe máy cũ của nhân viên Nhật Bản nhiều không? Mê đi luôn. Mà cũng chả sợ mất gì cả. Cái xe còn đi được các bạn nha, còn ngon đấy. Cũng có một số đất là còn xịn sò. Các bạn nhìn cái bãi xe có sướng không? Đó. Rồi, như nhà này nó chỉ gọi là nắp cái chắn mưa thôi các bạn ạ, còn xe thì vẫn để ngoài, không có sợ mất gương gì cả, không có sợ bị vặt các cái linh tinh đồ linh kiện của xe ấy. Các bạn nhìn thấy cái bãi xe cũ thứ hai để ở đây, các bạn thấy có sướng không? Nhìn có phê không? Nhìn con xe này mà đúng là niềm mơ ước của rất nhiều người các bạn ạ. Đủ mọi thứ xe luôn. Về lấy linh kiện ra ấy, từ xe xịn sò cho đến lại xe vừa vừa, có tất. Có cả xe đầu kéo các bạn nhé, xe máy cày á. Có cả máy xúc luôn các bạn, máy xúc cũ ấy. Bạn nhìn thấy có hành tráng không? Đấy, xe đạp Nhật đây các bạn, xe đạp sản xuất tại Nhật luôn đấy, rất là nhiều. Cũng vứt đấy thôi, cũng để qua đêm vậy thôi. Còn là ai cần mua thì đến đây, không thì người ta mông má lại, người ta xuất sang Đông Nam Á các bạn ạ. Tuyệt vời chưa? Đây là bãi thứ hai nhá, còn bãi thứ nhất là cái chỗ cái xe tải đang để mấy chục xe trên nóc kìa các bạn. Đó. Nhìn có hoành tráng không? Vẫn để đây thôi, chả sợ mất gì cả. Không sợ mấy cái ông đồ đen ông ấy đến, ông ấy lấy. Các bạn, mình ước cái xe này để đi học cấp 2 quá mà không có các bạn. Các bạn có thấy hai con ô tô của cái nhà bên kia không các bạn? Vậy thôi, người ta cứ để bên phía ngoài vậy thôi, để qua đêm thôi, chả có sợ lo lắng cái gì hết các bạn ạ. Rất chi là thoải mái tinh thần khi mà để cái xe. Thật sự rằng ngày trước ấy, mình cũng bị ngày xưa đi làm gia đình mình cũng mất một con xe các bạn ạ. Hồi đấy nó cũng khó khăn đấy, nghĩ nó cũng vừa xót của mà vừa tức các bạn ạ. Mất ngay trong xóm trọ luôn đấy, mà thời gian đấy nó khó khăn lắm. Nghĩ lại các bạn nhìn thấy hai con xe để rất là tự do thoải mái bên phía ngoài, chả có che chắn, chả cần phải xích hay là cần phải cái gì cả. Nhà nào có điều kiện thì lắp thêm cái chắn nắng với chắn mưa thôi các bạn ạ, chứ người ta cũng không phải lo lắng gì cái vấn đề trộm cắp cả. Đó. Ở bên Nhật Bản thật sự là ít khi người ta làm
gara để ô tô nó các bạn ạ. Người ta cũng để ngoài sân thôi, ngoài hiên thôi, chỗ trước phía nhà thôi các bạn. Đi làm về xong nào vứt đấy thôi. Chứ không phải làm gara để mà cửa rả gì để xe cả. Cũng có một số nhà người ta rộng rãi hay là nhà đưa được cái ô tô vào phía trong nhà ấy thì người ta cho vào thôi, còn phần lớn người ta cũng để vứt ở phía ngoài. Các bạn nhìn cái nhà kia cũng vậy thôi các bạn đấy. Phần lớn là phần lớn nhá. Đấy, là họ để vứt xe như thế này này. Đó, để phía ra ngoài như thế này. Các bạn nhìn thấy hai con xe có đẹp không? Rồi để ra ngoài vậy thôi. Rất là yên tâm, không phải lo lắng những vấn đề lặt vặt. Mình cảm thấy cũng rất là sướng ở cái điều đó các bạn ạ. Mình cũng chia sẻ với các bạn là về vấn đề tại sao ở bên Nhật Bản ấy xe cộ hay là những cái đồ linh tinh để ra ngoài đường ấy thì là không có chuyện bị mất cắp các bạn ạ. Thứ nhất là theo mình ấy thì đó là do giáo dục ý thức của người dân, và thứ hai là do pháp luật của Nhật Bản các bạn ạ. Pháp luật Nhật Bản nó cũng rất là nghiêm khắc, nhưng pháp luật thì nước nào cũng có đúng các bạn, nhưng mà cái ý thức người dân tuân thủ pháp luật ấy thì rất là tốt, và ý thức của người dân ấy người ta cũng đã hình thành từ hồi còn bé các bạn ạ, trong giáo dục. Và cái ý kiến chủ quan của mình nữa là do cái công việc của bên Nhật Bản nó mức lương của họ ấy là nó cũng khá là cao các bạn ạ. Và nữa là do không có nguồn tiêu thụ đồ ăn cắp các bạn. Tất nhiên là trong 130 triệu dân đó, gần 130 triệu dân đó thì không thể tránh khỏi những cái thỉnh thoảng những có cái vụ trộm cắp lặt vặt, như là lấy quần áo lót của phụ nữ chẳng hạn, hay là lấy những cái đồ linh tinh ấy ở trong siêu thị thì là không tránh được các bạn ạ. Vì 130 triệu dân cơ mà, nhưng cái tệ nạn ăn cắp mà ở Nhật Bản ấy phần lớn là hầu như là không có, rất là ít thôi các bạn ạ. Còn bây giờ ấy, người ta đang lo lắng là cái vấn đề là người nước ngoài đến đây sinh sống ấy là ăn cắp hoa quả của họ ấy, họ đang là lo lắng điều đó. Hàng năm vào đến mùa hè ấy, là dưa hấu này, quả hồng này, nho này là họ đang bị mất trộm các bạn ạ. Người ta bây giờ đang cảnh giác cái vấn đề đó. Thì đấy là ý kiến cá nhân của mình về cái vấn đề đó. Các bạn có thấy hợp lý không hay là như thế nào, hãy comment và bình luận xem các bạn nhé. Thì ở bên Nhật Bản hầu như là thỉnh thoảng là có vụ nó lấy trộm xe đạp để đi thôi các bạn ạ, chứ nó không phải nó lấy để nó bán, nó lấy tiền nó tiêu các bạn nhé. Nó lấy xe đạp ấy, ví dụ nó đi từ nhà ga hay là đi đến đâu đó nó bí quá thì nó có thể lấy cái xe đạp đó nó đi và nó vứt ở đó, nó không đưa cho lại cho mình nữa. Cái vấn đề đấy là có các bạn ạ. Còn như xe máy hay là ô tô ấy, hầu như là không có chuyện ăn cắp vặt, như là vặt gương hay là lấy logo hay là lấy xe máy. Tại vì Nhật Bản rất chi là hay như vậy. Đấy là mình chia sẻ như vậy các bạn nhé. Các bạn thấy clip hay và thú vị hãy cho mình lượt like và chia sẻ để mình có động lực làm các video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.